Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc máy khoan đất hiệu Mitsuyama. Máy này thì bây giờ mình sẽ mở thùng cho các bạn xem bên trong máy gồm có những gì. Thì trong máy chúng ta có cái đây là phần chính cái máy, kèm theo đó bảng người ta cho thêm một mình cái bình xăng pha nhớt, vì máy này là máy dùng máy động cơ hai thì, và một cái túi đựng dụng cụ vẽo để đăng đông nhớt xăng, và phiếu bảo hành chính hãng. Đây là chiếc máy này có công suất là 2.2 kW, mã của nó là TL630N. Giờ mình sẽ giới thiệu các bộ phận của máy cho các bạn xem. Thì như chúng ta thấy, đây là máy này, loại này là nó sẽ có hai cái để điều chỉnh ga. Mình có thể dùng chế độ là một người hoặc là hai người cùng dùng đều được, hai ga đều hoạt động như nhau. Và chỗ ga thì đây có phần công tắc tắt mở ở đây. Bình xăng của máy có dung tích khá là lớn. Đây là buji của máy nằm sau cái lớp cao su này, nếu các bạn có thể tháo ra và thay thế được. Phần này thì là để chỉnh gió, boe gió. Máy hãng đã lắp sẵn cho mình về ga và tất cả rồi. Bây giờ mình nếu mà mình khi mình dùng, mình chỉ cần là khởi động máy thôi. Thì cái cách mình dùng máy là đây là cái cần để mình giật. Thì khi mình muốn khởi động máy thì mình lấy bình chia xăng nhớt. Bình này nó cấu tạo gồm hai bên, là một bên là bên to là đựng xăng và bên nhỏ là đựng nhớt. Chúng ta nhìn trên này nó sẽ có cái vạch mốc là 125. Thì lượng xăng nhớt sẽ có những vạch tương đương nhau. Mình đổ xăng tới bên này thì bên nhớt nó sẽ tương đương là ngang mức của xăng bên này, và mình trộn đều với nhau, mình cho vào bình xăng. Sau đó trong góc này các bạn để sẽ có một cái núm để bơm xăng. Chúng ta nhấn núm này chỉ khoảng 10 lần là xăng sẽ lên. Núm nhỏ nó nằm trong góc này, ta nhấn khoảng 10 lần để cho xăng được bơm lên. Và cái phần boe gió chúng ta để khoảng ở giữa. Boe gió này chúng ta nó có thể điều chỉnh đóng hoặc mở, thì khi khởi động chúng ta để ở khoảng giữa để cho dễ khởi động. Và sau đó là chỉ cần giật vài lần là máy sẽ nổ. Loại máy này thì khá là dễ nổ. Nó cách khởi động là đơn giản như vậy. Còn với cái loại động cơ này chúng ta sẽ có thể lắp được với nhiều loại kích thước mũi khoan, tùy là lưỡi khoan đôi hay là đơn, để tùy cái mục đích sử dụng của các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp một cái mũi khoan 200-800 vào để cho các bạn xem. Chúng ta tháo chốt ở cái mũi khoan ra, đưa nó vào đúng ngay cái lỗ của cái máy. Khóa cái chốt lại. Rồi, chúng ta lưu ý là cái móc của khóa này phải khóa vào cái chốt này nhé. À, như vậy là nó đã chắc chắn rồi. À, mình thử miêu tả cách dùng như các bạn.
Thì dùng máy nếu mà mình có một người thì mình sẽ dùng cầm như thế này để cái vị trí tay ga đây là dùng cho để mình dùng chế độ một người là mình sẽ cầm hai bên và như này là nó rất là chắc chắn rồi. Còn nếu có hai người thì chúng ta sẽ cầm hai bên đây và một người bên đây sẽ bóp ga. Vậy là mình đã hoàn tất review cho các bạn xem cái máy Mitsuyama TL630N. Cảm ơn và chào các bạn.